sáng ngày 25 tháng 12 năm 2020, nhằm ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa Thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hòa Thượng Lý Sơn, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hòa Thượng Thích Minh Lý, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hòa Thượng Thích Thiện Tài, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, cùng Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự, Chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở từ viện đồng tham dự. Về phía chính quyền, có ông Nguyễn Ngọc Hè, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Lê Hùng Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo thành phố, ông Nguyễn Văn Muôn, Phó trưởng Ban Dân chủ Pháp luật và Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng quý đại biểu lãnh đạo thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 9 quận, huyện trong thành phố Cần Thơ và đông đảo bà con Phật tử cùng tham dự hội nghị. Sau lời khai mạc của ban tổ chức, Đại Đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, đã thay mặt Ban Thư ký đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Hiện nay, Phật giáo thành phố Cần Thơ có 169 tự viện với số lượng tăng ni là 615 vị. Trong năm qua, Ban trị sự luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các hệ phái, từ đó đạt được nhiều thành công trong công tác Phật sự như tăng sự, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, truyền thống. Đặc biệt các tự viện thuộc 9 quận huyện trong thành phố đã thực hiện nhiều công tác từ thiện xã hội cho đồng bào nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài thành phố, với nhiều hoạt động như phát quà, trao học bổng, cặp sách, xây dựng nhà tình thương, xây cầu đường giao thông nông thôn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, nhất là công tác cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung, với tổng kinh phí là trên 36 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2020, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tham gia nhiều hoạt động phối hợp với các cơ quan ban ngành, đồng thời triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các chương trình hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy thế mạnh, hạn chế khắc phục khó khăn để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thay mặt chính quyền, ông Lê Hùng Yên đánh giá cao những thành quả đạt được trong năm 2020 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ông mong rằng trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp tục hướng dẫn tăng ni Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật nhà nước, đồng thời tăng cường các biện pháp chống dịch tại cơ sở thờ tự và tại các điểm sinh hoạt tôn giáo. Tại đây, Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ đã triển khai quyết định của Sở Nội vụ thành phố về việc tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân các ban, phân ban trực thuộc Ban trị sự đã có những đóng góp xuất sắc trong hoạt động Phật sự năm 2020. Đồng thời, hội nghị cũng nhận được những lẵng hoa chúc mừng từ Công an thành phố Cần Thơ. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cũng đã trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Sơn, phường Thới Long, quận Ô Môn cho sư cô Thích Nữ Minh Đường và bổ nhiệm Đại Đức Thích Quang Nhu làm phó trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, đồng thời bổ nhiệm phân ban cư sĩ Phật tử thuộc ban hướng dẫn Phật tử gồm 12 thành viên do Đại Đức Thích Huệ Minh làm trưởng phân ban. Thượng tọa Thích Bình Tâm đã thay lời Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố triển khai phương hướng công tác Phật sự trọng tâm năm 2021 của Ban trị sự thành phố. Thượng tọa nhấn mạnh, Ban trị sự cần tập trung nguồn lực để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa Thượng Đào Như đã tán dương công đức các hoạt động Phật sự của Ban trị sự Phật giáo thành phố, đồng thời khuyến tấn các ban ngành và các ban trị sự thuộc 9 quận huyện trên địa bàn thành phố nên nỗ lực nhiều hơn nữa để Phật giáo thành phố Cần Thơ phát triển sâu rộng, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.